nước ra bây giờ. Bây giờ các bạn ơi, các bạn hình dung nha. Mình sẽ uống. Đây, để bước. Để bước vô nhân đạo. Thôi cứ để ba chạy. Sao vụ gì? Ba chai uống chết rồi hả? Rồi, hai chai thôi. Rồi, trả lại chai đi, trả lại chai. Trên đây, trên lấy lại một chai từ mỗi bạn cho anh. Bạn làm gì em? Anh ơi, uống em gì thôi. Uống vui thôi. Giữ lại kìa, nó xì kìa. Lấy lại một chai, lấy một cái chai xì á. Đổi chai giùm anh đi, đổi chai của bạn hết giùm anh lên. Đổi hết luôn. Để luôn 4 chai bây giờ. Rồi, chuẩn bị nè các bạn. Mọi người hãy hướng mắt về đây để xem màn uống nước. Ai khui? Chưa khui đâu. Khui thì đổi, có khui chưa? Đổi. Ai mặn gian lặn lũi lặn đuổi chơi. Làm gì cắn bà. Lẹ, trời tối rồi. Lên đèn giờ. Rồi, các bạn ơi, chuẩn bị. Giơ hai tay lên trời hết đây, giơ hai tay lên. Không có ai sốc, nếu đổ nước ra là coi như bị phạm quy đó nha. Nếu đổ quá nhiều, chúng tôi sẽ canh đứng đo đong đếm và phạm quy đó. 3 2 Giơ tay lên. 1 Trời. Đổ quá nhiều. Tôi đây. Tôi. Tôi. Chúng tôi xác nhận theo thứ tự đó là bên này trước nè. Sau đó là phía bên này nè. Cuối cùng là đây là thứ ba. Em là cuối. Nhưng mà hai bên này bị đổ quá nhiều cho nên chúng tôi sẽ không công nhận kết quả của các bạn. Chúng tôi xác định đây là giải nhất, còn đây là giải nhì. Rồi, đứng bình tĩnh. Chúng tôi đã quy định là không được đổ quá nhiều. Các bạn nhìn đây đi. Coi thấy được không? Đó, chỉ nhìn như vậy thôi là hiểu kết quả như thế nào rồi. Như vậy đây giải nhất. Nhất, coi chừng nói, đừng nói, xin tôi nói em. Đang đi xuống, xin tôi nói vậy bạn. Rồi, ghi lại kết quả. Rồi. Á quân, nó không đổ giọt nào.